mình tên là Tường Loan. Nãy giờ thì cô ấy có bật mí là sẽ mời Tú Vinh đi ăn một món rất là hấp dẫn, nhưng mà có vẻ bí mật quá, chưa có chịu nói cho Vinh biết là ngày hôm nay sẽ giới thiệu cho Vinh món gì nữa. Nói đến sành ăn thì có lẽ là Tường Loan sẽ không sành bằng Tú Vinh, nhưng mà Tú Vinh đã nghe nói đến món cơm châu Âu chưa? Cơm châu Âu hả? Ừ. Nghe có vẻ lạ ha, mà mình nghĩ chắc là hấp dẫn lắm đúng không? Đi đi rồi xin. Khác với nền ẩm thực của châu Á, thành phần chính trong bữa ăn là cơm. Còn đối với người châu Âu, chủ yếu là dùng thịt, phô mai, bánh mì và rau. Chính vì tập quán ăn uống khác nhau của mỗi vùng miền, cơm châu Âu được du nhập vào Việt Nam với một cái tên tượng trưng cho tất cả các món Âu, mang đến cho thực khách cảm giác quen thuộc, gần gũi như những bữa ăn gia đình hàng ngày. Vậy em sẽ chọn món sườn cừu nướng nha. Mà Lan, hay là bây giờ mình chọn thêm một món gì đó mà hai đứa mình có thể ăn chung được với nhau nữa đi. Lan thấy ở đây món pizza hải sản á, ăn cũng được lắm. Hay là mình gọi pizza hải sản. Vậy em cho chị thêm một cái pizza hải sản nữa nha. Bây giờ thì Vinh đã phát hiện ra cơm châu Âu là như thế nào rồi. Thật ra thì cũng là những món ăn châu Âu bình thường mà mình vẫn thường dùng trước đây đúng không? Đúng rồi, thì cũng giống như những các quán khác. Nhưng mà chỉ có điều là cách chế biến ở đây nó vẫn giữ được cái phong cách châu Âu truyền thống. Cũng như cách chế biến món pizza thông thường, pizza hải sản phải cán bột cho mỏng, cho các loại hải sản tôm, nghêu, mực, cá vào nhân bánh, rồi nước sốt cà, phô mai, lá oregano lên mặt bột, sau đó cho vào lò gạch nướng truyền thống của châu Âu, đến khoảng 7 phút thì bỏ ra. Một miếng thăn bò Úc nguyên miếng, tẩm ướp với muối tiêu, rượu vang, rồi bỏ lên lò riêu nướng cùng ít dầu ô liu, sau đó cho miếng thịt đã chín lên các nguyên liệu ăn kèm như khoai tây nghiền, nấm kim chi, kim châm và bào ngư. Rồi tưới giấm banis, nước sốt rượu lên bề mặt các nguyên liệu là món ăn được hoàn thành. Để có món sườn cừu nướng thơm ngon, đầu tiên cần phải ướp một dải sườn cừu với dầu ô liu, rượu vang, mù tạt cùng với lá thêm cho thấm, rồi mang lên lò nướng. Đây là món ăn khoái khẩu của thực khách châu Âu với hương vị thơm ngậy và trình bày đẹp mắt. Nhưng mà Loan biết không, đối với những cái món ăn châu Âu á, thì bao giờ Vinh cũng cảm thấy bị hấp dẫn bởi cái mùi hương rất là quyến rũ. Ví dụ như là nãy giờ mình cứ hít hà hoài cái mùi của thịt bò nè, rồi mùi của cừu nướng nữa, và đặc biệt là mùi của pizza hải sản kế bên, rất là hấp dẫn. Những món ăn châu Âu thì Vinh cảm thấy là hấp dẫn mình nhất bởi những cái hương vị quyến rũ. Còn Loan thì sao? Theo Lan thì cái hương vị nó cũng quan trọng không kém, nhưng mà về cách trang trí á, nó làm cho mình thích ăn hơn. Chẳng hạn như màu đỏ vàng của sườn cừu nè, màu xanh của rau nè, màu vàng của khoai tây nè, nó làm cho mình hấp dẫn hơn, mình ăn ngon hơn. Thôi bây giờ mình thưởng thức nha, mời Loan. Với những món ăn hấp dẫn của châu Âu, chúng không chỉ cung cấp các loại vitamin cần thiết cho cơ thể từ rau củ và thịt, mà còn mang đến hàm lượng dinh dưỡng cao như kali, magie, kẽm, sắt. Hơn nữa, thịt bò có khả năng thúc đẩy quá trình hình thành protein mới, còn thịt cừu giúp tăng cường hệ miễn dịch, hệ thần kinh. Ở một số quốc gia, thịt cừu không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn được coi là món ăn mang lại sự may mắn, sung túc cho người được thưởng thức. Món đầu tiên đó là món salad gan ngỗng. Thì thực ra thì lúc trước đến giờ mình ăn salad rất là nhiều, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình ăn salad kết hợp với gan ngỗng như thế này. Thì ban đầu Vinh cứ sợ là gan ngỗng sẽ ngán, nhưng mà thực ra lúc mình ăn cùng với salad đó, thì mình sẽ thấy là cái vị giòn giòn và thanh mát của rau nó sẽ hòa quyện với cái vị béo béo của gan ngỗng, và nó rất là hài hòa với nhau và mình không có cảm giác ngán. Rồi thứ hai đó là món pizza hải sản. Đúng như là lúc nãy Loan giới thiệu, đây là một món rất là đặc biệt nha. Nên là Vinh nãy giờ cứ thắc mắc mãi là cái món pizza hải sản này ở đây nó có cái điều gì đó đặc biệt hơn, và nó có một cái mùi thơm rất là lạ mà Vinh không có giải thích được là tại sao. Bởi vì nó được nướng theo phong cách truyền thống của châu Âu ở trong lò gạch truyền thống. Lần trước Loan ăn Loan cũng thấy bị lạ lạ như vậy, mình cũng hỏi nhân viên, họ nói mình mới biết á.
À, còn đối với món chính là món sườn cừu nướng nè, thì cái điều Vinh thích nhất đó là cái phần thịt sườn á, nó rất là mềm, mặc dù là thịt nướng nhưng mà nó lại mềm, và cả cái phần sụn bên trong nó cũng mềm luôn nữa, nên là khi mà mình ăn mình cảm thấy rất là thích. Và sau đó thì mình có một chút nước sốt ăn kèm nữa thì nó sẽ làm dậy thêm cái mùi hương và cái vị ngon của món ăn. Còn không biết là món thăn bò bên kia của Loan thì sao? À, cái món thăn bò sốt rượu vang này thì rất là đặc biệt, thịt bò chín vừa tới, nó không chín quá cũng không tái quá. Ngoài ra mình ăn kèm với khoai tây và nấm á, nó làm cho mình ăn ngon miệng hơn. Nghe Loan kể có vẻ cũng hấp dẫn lắm á. Thôi bây giờ mình thưởng thức tiếp nha. Tôi thấy nhà hàng này rất tuyệt và thức ăn cũng ngon nữa. Tôi rất vui khi tìm thấy một nhà hàng giống như các nhà hàng ở quê nhà của mình. No chưa? No lắm. Mà công nhận là ngày hôm nay Vinh rất là may mắn khi mà được Loan dẫn đến thưởng thức những món cơm châu Âu vô cùng hấp dẫn. Cảm ơn Loan nhiều nha. Lần sau mình sẽ đến đây để thưởng thức những món cơm châu Âu khác nữa nhé. Chắc chắn rồi. Quý vị khán giả thân mến, và nếu như quý vị muốn được cùng người thân và bạn bè của mình khám phá những món ăn mang đậm phong cách châu Âu thì hãy cùng đến địa chỉ sau đây.